Chào mừng tất cả các anh chị và các bạn quay trở lại với channel của Đỗ Hoàng Sinh nha. Trong video ngày hôm nay thì Sinh sẽ tiếp tục đưa các anh chị và các bạn quay trở lại với dự án Vinhome Grand Park. Và hôm nay thì video khác với mọi ngày thì Sinh sẽ đưa các anh chị và các bạn đến với cảnh Vinhome Grand Park về đêm để anh chị có thêm một góc nhìn toàn cảnh về dự án lung linh, huyền ảo cũng như là tiến độ xây dựng của các phân khu mà được Vingroup thực hiện ngay cả vào ban đêm như thế nào nhé. Lời đầu tiên thì cho Sinh xin gửi lời cảm ơn chân thành tới 8.150 anh chị đã đăng ký kênh của Sinh, cùng tất cả các anh chị và các bạn thời gian qua đã theo dõi cũng như là ủng hộ kênh của Sinh. Và nếu như anh chị nào còn chưa đăng ký kênh thì hãy nhấn nút đăng ký kênh ngay bên dưới để theo dõi những video cập nhật mới nhất về dự án Vinhome Grand Park cũng như là các dự án khác trong khu vực nhé. Tiếp theo video này thì xin sẽ đưa các anh chị và các bạn đến với phân khu The Rainbow. Phân khu The Rainbow bắt đầu được mở bán vào tháng 7 năm 2019. Và vào tháng 7 năm 2020 thì phân khu này lần lượt được bàn giao đến với khách hàng. Hiện nay mật độ dân cư về đây sinh sống đã rất là đông đúc. Những căn hộ ở phân khu The Rainbow hiện nay được chủ nhà gửi bán lại với mức giá từ 1.250 tỷ là căn studio, 1.750 tỷ là một căn 1 phòng ngủ cộng, 2 tỷ đến 2 tỷ rưỡi là căn 2 phòng ngủ và căn 3 phòng ngủ có mức giá từ 3 tỷ. Và nếu như anh chị nào có nhu cầu quan tâm mua căn hộ ở phân khu này hoặc là gửi bán và cho thuê thì hãy liên hệ tới số điện thoại của Sinh trên màn hình. Và tiếp theo thì xin mời anh chị và các bạn đến với tiến độ thi công vào ban đêm của phân khu The Origami, dự án Vinhome Grand Park nhé. Phân khu The Origami hiện nay đã được xây dựng đến tầng 6. The Origami bao gồm 21 tòa căn hộ, cao từ 22 đến 35 tầng. Hiện nay thì chủ đầu tư đã mở bán tòa X7, X8, X9 và đang cho nhận booking cụm tòa nhà tiếp theo, đó là X10. Một vị trí vô cùng đắc địa với khu vườn Nhật độc đáo. Chính sách ưu đãi cực kỳ tuyệt vời của phân khu The Origami đó chính là khách hàng chỉ cần thanh toán 15%, còn lại 80% được hỗ trợ vay ngân hàng và được miễn lãi suất 24 tháng. 5% còn lại sẽ được thanh toán khi chủ đầu tư thông báo nhận bàn giao sổ hồng. Với căn hộ khoảng 3 tỷ thì khách hàng chỉ cần bỏ ra số tiền ban đầu đó là 450 triệu đồng. Mỗi khách hàng mua căn hộ ở đây đều được tặng một voucher trị giá lên đến 200 triệu đồng.
Phân khu The Origami được dự kiến bàn giao vào tháng 11 năm 2021. Trước mắt màn hình của anh chị và các bạn đó chính là đại công viên rộng 36 hectare có quy mô hàng đầu Đông Nam Á, cùng với đó là những cây ánh sáng với đầy đủ màu sắc rực rỡ. Và đây là phân khu The Manhattan. Phân khu The Manhattan bao gồm shop house và biệt thự. Tất cả các căn shop house và biệt thự hiện nay đã cắt nóc và đang đi vào hoàn thiện. Phân khu này được dự kiến bàn giao đến với khách hàng vào tháng 3 năm 2021.
Tiếp theo video này thì xin đưa các anh chị và các bạn đến với hình ảnh của phân khu The Manhattan Glory. Vị trí của phân khu The Manhattan Glory nằm dọc theo bên bờ con sông Tắc. Điểm nhấn của phân khu này đó chính là nằm trên mặt tiền đường huyết mạch nối dài Nguyễn Xiển và đường Long Phước. Cùng với đó là phân khu này còn sở hữu riêng cho mình một bến du thuyền đẳng cấp. Phân khu The Manhattan Glory thì hiện nay phần lớn cũng đang được cắt nóc và được dự kiến bàn giao đến với khách hàng vào tháng 5 năm 2021. Với tiến độ xây dựng thần tốc xuyên màn đêm như thế này thì dự án Vinhome Grand Park quận 9 hứa hẹn sẽ sớm trở thành một khu đô thị đáng sống, đáng mơ ước cho nhiều người. Và nếu như anh chị nào còn đang phân vân hoặc muốn tìm hiểu thêm về dự án này thì hãy liên hệ tới số điện thoại của Sinh trên màn hình để Sinh có thể chia sẻ thêm nhiều thông tin hơn, cũng như là dẫn các anh chị và các bạn tới tham quan thực tế dự án này nhé. Và như vậy thì video cập nhật thông tin về dự án Vinhome Grand Park quận 9 về đêm của Sinh đến đây cũng đã kết thúc. Anh chị và các bạn có thắc mắc hay cần thông tin gì thêm thì hãy để lại bình luận ngay bên dưới hoặc liên hệ tới số điện thoại của Sinh trên màn hình. Và đừng quên nhấn nút đăng ký kênh để theo dõi những video cập nhật mới nhất về dự án Vinhome Grand Park quận 9 cũng như là các dự án khác trong khu vực nhé. Một lần nữa xin chân thành cảm ơn tất cả các anh chị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.